bài giảng của thầy Lan qua giọng ca ngọt ngào sâu lắng của nghệ sĩ Đức Phượng và bài ca Đêm Huyền Cầm vọng cổ bị sóng tiền qua giọng ca của thầy chúng ta chính là những quý vị sẽ được thưởng thức. Bạn mình đã ra tay không? Bạn mình đã ra tay đi mua được thành. Mày đứng ở chỗ nào? Đó cho con nó học cái cả. Đêm Huyền Cầm.
trong thử cái thứ em vào đầu thế kỷ thứ 20 và đây là khởi đầu cho nghệ thuật nhân hố trải lưu ra đời. Kế tiếp trên sân khấu, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị sẽ cùng